chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một món an lành xin ngài vì bi mẫn hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lành cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không cần vui kẻ ác thân cần bất trí hiền cũng tôn đức là phúc lành cao thượng ở trụ sư thiên thọ công đức trường đã lớn chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu thuần bằng sân thần chăm sông bờ và con sông bằng lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật Pháp Rất Thầm Mắt trên Pho Talk mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020. Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trong bộ kinh Nikaya và Thượng Sách Tinh Châu Dịch Việt bài 87 kinh Ái Sanh Vijayatika Sutta từ câu 929 đến 932 sẽ do Thượng Tọa Thiền Sư giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Bích Thầy nhé. Nhất tâm nịnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm nịnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền,
Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giáo Sa Thứ Lần Thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay kinh Trung Bộ bài 87 kinh Ái San, sẽ được thượng tọa Tề Siêu giảng dạy. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chúng ta tôi siêu, đây là chư tôn đức thượng trao tất cả quý phật tử. Chúng ta khi mà học Phật pháp có một điều chắc chắn là không phải những điều gì về Phật pháp thì được Đức Phật giảng dạy thì chúng ta mới nghe, chúng ta cũng hoan hỷ. Bởi vì chúng ta là phạm nhân sống bằng thói quen, bằng định kiến, thành kiến. Đức Phật thì Ngài không ru ngủ chúng ta mà Ngài dạy chúng ta những điều để chúng ta có thể sống với sự thật, nhìn sự thật. Và dĩ nhiên đó là điều không dễ dàng. Phần đông Phật tử giờ đi chùa chỉ mong nghe được những bài pháp làm cho họ vui, làm cho họ thích, hoặc giả là vuốt ve cái tri kiến của họ. Ở trong bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta lại nghe một giai thoại rất là thú vị. Một vị gia chủ, ở đây không nhắc đến tên, nhưng mà con chết rất là buồn đến gặp Đức Thế Tôn. Ngài đã dạy một điều mà lát nữa chúng ta sẽ nghe. Và điều đó làm cho vị này không có hoan hỷ, nên vị này suy nghĩ ngược lại. Rồi vị này lại đem chuyện đó kể cho những người đánh bài, đánh bạc nghe. Phàm nhân thì cùng chia sẻ cái nhìn của phàm nhân. Và câu chuyện đó từ đó được lan dần ra trong dân chúng, đến tai của vua Vasenadi thứ vua Ba Tư Đặc. Và lúc đó nhà vua chưa phải là người của Di Tâm Bảo. Thưa quý vị, đoạn cuối về kinh rất là thú vị, là may mắn cho nhà vua có được một vị hoàng hậu mà người vị này là một người trí thức, là bậc thiện trí, để giúp cho nhà vua hiểu được những điều rất là tế nhị từ lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì chúng tôi mời quý Phật tử nghe bài kinh. Sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng tọa Tề Siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bụt Thầy Giáo Sa Thứ Lần Thầy, chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng dạy bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chân kinh. Bài học hôm nay, kinh Trung Bộ, bài 87, kinh Ái San. Vijaya-cha-ti-ka sutta, từ câu 929 đến 932. Ái sanh, Vijaya-cha-ti-ka, nghĩa là sanh khởi từ sự thân thương. Bài kinh bắt đầu từ một gia chủ đau khổ vì mất con. Người này tìm đến Đức Phật. Đức Phật dạy rõ ái luyến sanh sủng. Người đó không hài lòng, đem câu chuyện kể lại cho những người chơi bài bạc. Những người ấy lại đồng tình với người gia chủ. Và từ đó, câu chuyện được truyền xa, cuối cùng đến tai vua Vasenadi. Lúc đó, nhà vua chưa quy y Tam Bảo, tỏ ý nghi ngờ về lời Phật dạy. Hoàng phi Mallika đã tìm cách giải thích cho nhà vua hiểu được Phật pháp. 929. Một người khổ, nhưng không thấy được nhân sanh khổ. Lúc bấy giờ, con một của một gia chủ, khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. Sau khi nó chết, người gia chủ không còn muốn làm việc, không còn muốn ăn uống. Luôn luôn đi đến nghĩa địa, người ấy than khóc. Con ở đâu,
đứa con một của ta, con ở đâu, đứa con một của ta. Rồi người gia chủ ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với người gia chủ đang ngồi một bên: Này gia chủ, có phải ông có các căn để an trú tự tâm ông? Có phải các căn của ông đổi khác? Câu này nên dịch là: Này gia chủ, các căn của ông không được thuận theo tâm ý, thần sắc xáo trộn. Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể không đổi khác được? Bạch Thế Tôn, con một khả ái, đáng thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống. Con luôn luôn đi đến nghĩa địa than khóc: Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta? Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, này gia chủ, sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Cho dù đang đau khổ, nhưng người gia chủ vẫn không đồng ý với lời Phật dạy. Nhưng đối với ai, Bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy. Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng Bạch Thế Tôn hỷ lạc Ananda Somanasa do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ không quan hỷ lời tôn dạy, chống bán lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi người ấy đem câu chuyện kể lại cho những người đang chơi ở chỗ đánh bạc. Vài người ở đó khi nghe câu chuyện đã nói: Sự thật là như vậy, này gia chủ. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Này gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ suy nghĩ: Có sự đồng ý giữa ta và những người đánh bạc, rồi bỏ đi. 930. Từ câu chuyện trong dân gian lại tạo nên giai thoại chốn cung đình. Câu chuyện lan dần đến tai vị vua của quốc độ. Vị vua bàn chuyện này với hoàng hậu, và cuộc đối thoại ấy dần dần được truyền đi và truyền đến trong nội cung. Rồi vua Basenadi xứ Kosala cho gọi hoàng hậu Manlika: Này Manlika, đây là lời sa môn của Tama nói với các người ấy. Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đệ vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy thì sự việc là như vậy. Điều gì sa môn Gotama nói, Manlika này cũng nói theo. Vì Manlika quá quan hỷ với sa môn Gotama, vì vị đạo sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá quan hỷ với vị đạo sư nên nói: Sự thật là vậy, thưa đạo sư. Sự thật là như vậy, thưa đạo sư. Cũng vậy, này Manlika, điều gì sa môn Gotama nói, hoàng hậu quá quan hỷ với sa môn Gotama nên đã nói: Nếu Thế Tôn đã nói như vậy, thời sự việc là vậy. Hãy đi đi, Manlika, hãy đi đi. Rồi hoàng hậu Manlika cho gọi Bà La Môn Nalichanha và nói: Này Bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi có ít bệnh, ít não, khinh an, khí được sung mãn, lạc trú. Và thưa Bạch Thế Tôn, hoàng hậu Manlika, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ẩn ít não khinh an khí đục sung mãn lạc trú không. Và thưa như sau: Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau? Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Và nếu Thế Tôn trả lời ông như thế nào, hãy khéo nắm giữ và nói lại ta, vì các Như Lai không nói phản lại sự thật. Thưa vâng, tâu hoàng hậu. Bà La Môn Nalichanha vâng đáp hoàng hậu Manlika, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Nalichanha bạch Thế Tôn:
Thưa tôn giả Gotama, hoàng hậu Manika cúi đầu đảnh lễ chân sa môn Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khí được sung mãn, lạc trú. Và thưa như sau, bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau, sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Thật sự là như vậy, này Bà La Môn, thật sự là như vậy, này Bà La Môn, này Bà La Môn, sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa, ở tại Sa Vít Thí này, bà mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác. Từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói, người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn. Do pháp môn này cần phải hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa, ở tại Sa Vít Thí này, người cha có một người đàn bà mệnh chung, vân vân, người anh mệnh chung, vân vân, người chị mệnh chung vân vân, người con trai mệnh chung vân vân, người con gái mệnh chung vân vân, người chồng mệnh chung vân vân. Từ khi người chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói, người có thấy chồng tôi đâu không? Người có thấy chồng tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa, ở tại Sa Vít Thí này, người mẹ của một người đàn ông mệnh chung, từ khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói, người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn. Do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa, ở tại Sa Vít Thí này, người cha của một người đàn ông mệnh chung, vân vân, người anh mệnh chung, vân vân, người chị mệnh chung, vân vân, người con trai mệnh chung, vân vân, người con gái mệnh chung, vân vân, người vợ mệnh chung, vân vân. Từ khi người vợ mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư này qua ngã tư khác, và nói, người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn. Do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Và này Bà La Môn, thời xưa, chính tại thành Sa Vít Thí này, một người đàn bà đi về thăm gia đình bà con. Những người bà con ấy của người đàn bà muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác. Người đàn bà ấy không chịu, rồi người đàn bà ấy nói với chồng mình. Này hiền phu, những người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và muốn gả cho một người đàn ông khác. Nhưng tôi không muốn như vậy. Rồi người ấy chặt người đàn bà ấy làm hai, rồi tự vẫn nghĩ rằng hai chúng ta sẽ gặp nhau trong đời sau. Này Bà La Môn, do pháp môn này cần phải được hiểu rằng sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Rồi Bà La Môn nói lý trang hát, hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Hoàng hậu Manika. Sau khi đến, kể lại cho Hoàng hậu Manika toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. 931. Tầm An Dâu lại nhả ra tờ. Hoàng hậu Manika nghe được pháp từ Đức Phật đã khéo chuyển thành những lời khuyên thiết thực cho nhà vua. Rồi Hoàng hậu Manika đi đến vua Basenadi nước Kosala và thưa: Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào
Đại vương có thương công chúa Vajiri của thiếp không? Phải, này Mandika, ta thương công chúa Vajiri. Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri của đại vương, đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này Mandika, nếu có sự biến dịch đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri của ta, thì sẽ có một sự thay đổi đến đời sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nữ sắc đế lị, Vasapha, đại vương có thương yêu không? Này Mandika, ta có thương yêu nữ sắc đế lị, Vasapha. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch, đổi khác, xảy đến cho nữ sắc đế lị, Vasapha, đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này Mandika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho nữ sắc đế lị, Vasapha, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho đời sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta, sầu, bi, khổ, ưu, não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, não, khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Tướng quân quý Đức Rapha, đại vương có thương quý không? Này Mandika, ta có thương quý tướng quân quý Đức Rapha. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho tướng quân quý Đức Rapha, đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này Mandika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho tướng quân quý Đức Rapha, thì sẽ có sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, não, khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thương yêu thiếp không? Này Mandika, ta có thương yêu hoàng hậu. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho thiếp, đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này Mandika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho hoàng hậu, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, não, khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thương yêu dân chúng, các sĩ và cô xá lá không? Phải, này Mandika, ta thương yêu dân chúng Kasi và Kosala. Này Mandika, nhờ sức mạnh của họ, chúng ta mới có được gỗ chiên đàn từ nước Kasi và dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp. Tâu đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho dân chúng Kasi và Kosala, đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này Mandika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, não, khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 932. Dù không nghe pháp trực tiếp từ Đức Phật, nhưng vẫn hiểu Phật. Vua Basenadi là một người có trí,
nghe pháp, lãnh hội được pháp. Và với tất cả sự trân trọng với cung cách người, trước khi làm lễ tế tự là rửa mặt, súc miệng sạch rồi chắp tay hướng về Đức Phật thành tâm đảnh lễ. Thật thay này Mandika, thật hy hữu thay này Mandika, Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, đã thấy nhờ trí tuệ. Đến đây Mandika, hãy sửa sẵn tẩy trần. Rồi vua Basenali nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái Thế Tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng sau đây: đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa từ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư thành phần đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Ái Sanh Vija Chatika Asutta. Bài kinh này do Đức Thế Tôn thuyết ở tại Savatthi. Nhưng mà không phải là Ngài thiết trọn cái bài kinh, chỉ vì một cái câu chuyện của một gia chủ có con chết. Vì quá thương con nên người cha khổ. Rồi người cha ấy đi đến với Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã hỏi chuyện và sau đó Ngài dạy rằng sầu vi khổ não là do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Đức Thế Tôn chỉ dạy một câu đó, mà từ cái câu nói đó nó trở thành một bài kinh Ái Sanh Vija Chatika Sutta. Sự kiện sanh ra từ nơi ái. Rồi khi người gia chủ này nghe như vậy, không có hoan hỷ, không có bằng lòng với cái câu nói của Đức Phật,
mà chống trái bằng Đức Thế Tôn, hỷ lạc mới do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Rồi người ta bỏ đi, rồi cái câu chuyện đó lại diễn ra liên hệ đến người đánh bạc. Gia chủ này đi đến gặp những người đánh bạc, ông ta mới thuật lại cái câu chuyện đối thoại giữa ông ta và Đức Phật. Và những người đánh bạc này cũng đồng tình với gia chủ là hỷ lạc mới sanh ra từ ái, hỷ hữu là ái, chứ không phải là sầu bi khổ não sanh ra từ ái. Họ là những người phàm phu, họ không hiểu được cái pháp sâu sắc, cái pháp thâm sâu, cái lý lẽ thâm sâu mà do bậc chánh đẳng chánh giác ngài đã tuyên thuyết. Nói chi là những người đánh bạc và gia chủ đó, cái câu chuyện này và cái lời dạy này của Đức Phật được truyền đi, được lan truyền khắp dân chúng và thấu đến tai của vua Vasenadi, là một vị vua cả một nước. Nhưng mà vua này cũng không có hiểu được cái lời lẽ, cái lý pháp thâm sâu. Trong thời điểm này thì vua Vasenadi chưa có quy ngưỡng Đức Phật, chưa có quy tâm bảo, nên vua đã nói chuyện này với hoàng hậu Malika. Và hậu Malika là con gái của người thợ làm tràng hoa Sumana, và hoàng hậu Malika cũng có đức tin nơi Đức Phật, rất tin tưởng nơi Đức Phật. Nên hoàng hậu Malika, khi đức vua nói như vậy thì hoàng hậu Malika đã xác nhận là sầu bi khổ u não nó sanh ra từ ái, như Đức Thế Tôn đã thuyết vậy. Thì Đức Vua Vasenadi nói rằng vì hoàng hậu là đệ tử của Samugotama, cho nên vì thầy nói cái gì thì học trò đệ tử nghe theo cái đó và chấp nhận theo cái đó. Hoàng hậu Malika lúc đó mặc dù là người có niềm tin nơi Đức Phật, nhưng hoàng hậu Malika cũng chưa biết phải giải thích cho vua nghe như thế nào. Hoàng hậu Malika vẫn còn là phàm phu, chứ chưa phải là bậc thánh cư sĩ đệ tử Phật. Hoàng hậu Malika mới cho gọi một người Bà La Môn thị thần đi đến Đức Phật, nhân danh hoàng hậu Malika đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch hỏi về cái câu nói của Đức Thế Tôn ý nghĩa như thế nào, và dặn vị Bà La Môn đại thần đó hãy nghe và nhớ thuộc lòng
đem về nói lại cho bà nghe. Thì khi mà đại thần đó đi đến trình bày với Đức Phật, hỏi Đức Phật về câu nói đó, và Đức Thế Tôn Ngài đã dùng nhiều phương tiện để mà chứng minh cho thấy tất cả sự sầu bi khổ ưu não nó đều sinh ra từ ái cả, từ cái sự thương yêu. Vị quan đại thần này mới trở về và cung và tâu lại với hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika lúc đó đã dùng trí tuệ và sắp xếp lời lẽ, ý tứ, và sau đó mới hầu chuyện với vua Pasenadi. Ở đây có một điểm mà chúng ta thấy hoàng hậu Malika quả thật là một người có trí tuệ. Thật vậy, chính hoàng hậu Malika đã giúp cho vua, đã làm cho vua được cải tà quy chánh, xu hướng theo Phật pháp, quay về với Phật pháp. Ở trong kinh điển có nói nhiều về hoàng hậu Malika và Đức vua Vasenadi. Thay vì Đức Phật Ngài đã thuyết cho quan đại thần Bà La Môn đó nghe, Ngài dẫn chứng những cái trường hợp xưa kia ở tại thành Savatthi này, có những người vì quá thương cha thương mẹ, có những người phụ nữ vì quá thương chồng, hay là có những người chồng quá thương vợ, hoặc là những cha mẹ quá thương con. Rồi khi những người cha mẹ đó chết, vợ chết hay chồng chết, hoặc là đứa con chết, họ bị đau khổ, họ bị sầu buồn, họ muốn điên loạn. Tất cả những điều đó nó xuất phát từ cái lòng thương yêu mà ra cả. Thì khi mà nghe quan đại thần về thuật lại, thì hoàng hậu Malika nắm bắt ý nghĩa. Hoàng hậu liền hỏi Đức vua, bằng một cách khác, hoàng hậu Malika đã nói cho vua biết trước hết là hoàng hậu Malika hỏi vua có thương công chúa Vajiri của thiếp không. Thì vua xác nhận rằng rất là thương công chúa Vajiri, con gái của ta với hoàng hậu Malika. Hoàng hậu mới hỏi rằng nếu như mà có cái chuyện gì xảy ra, một cái sự vô thường xảy ra, xảy đến cho công chúa Vajiri của đại vương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Thì Đức vua xác nhận là có. Hoàng hậu Malika mới nói rằng chính do liên hệ đến cái sự việc này, tôi đại vương mà Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác
đã nói sầu bi khổ u não là do ái sinh ra. Rồi hòa hậu Malika lại hỏi tiếp: Đại vương có thương nữ sắc đế lị Vassapha không? Vassapha là quý phi của vua Vaishnadi. Là một nữ sắc đế lị do dòng Thích Ca gả cho vua Vaishnadi. Đức vua xác nhận rằng là ta có thương yêu nữ sắc đế lị Vassapha. Hòa hậu Velika lúc đó mới nói: nếu có một sự vô thường biến đổi xảy đến cho nữ sắc đế lị Vassapha thì đại vương có khởi lên sầu bi khổ u não không? Vua cũng xác nhận rằng ông sẽ rất là buồn. Thì cứ mỗi một lần như vậy, và hậu Velika đều kết luận là chính do ý nghĩa này mà Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói sầu bi khổ u não sanh ra từ nơi ái. Và hậu Velika hỏi đến cái tình thương của vua đối với hoàng tử Quý Đu Đá Phá, rồi hỏi vua cái tình thương của vua đối với thần thiếp có hay không, thì vua đều nói là có. Ta rất thương hoàng hậu. Hoàng hậu Velika mới hỏi: nếu như có cái sự biến dịch vô thường đến cho thần thiếp thì đại vương sẽ như thế nào? Thì vua nói rằng ông sẽ rất là đau khổ. Thì hoàng hậu Velika đã kết luận chính liên hệ đến sự tình này mà bậc A-la-hán chánh đẳng giác ngài đã nói sầu bi khổ não do ái sinh ra. Rồi cùng là hoàng hậu Velika mới hỏi rằng đức vua có thương thần dân nước Kosala không? Nó có. Nó nếu mà sự vô thường biến đổi biến hoại mà cái đất nước Kosala này, nước Kashi này, dân chúng Kashi này mà bị vô thường xảy ra cho họ thì đại vương sẽ có sầu muộn khóc. Thì vua xác nhận là có. Cứ mỗi một điều như vậy, thay vì lặp lại đúng như lời của Phật đã thuyết cho quan đại thần Bà La Môn của hoàng hậu nghe để về thuật lại cho hoàng hậu, thì hoàng hậu đã hội ý đó, lấy những cái đối tượng mà đức vua Vassanadi thương yêu để hỏi nếu mà họ có chết đi thì đại vương có sầu khổ không. Thì vua xác nhận là có. Như vậy chính đức vua đã tự nhận rằng ái sanh ra sầu ưu, và kết thúc cái câu chuyện đức vua Vassanadi đã hiểu ra thật phi diệu thai này Malika, thật phi hữu thai này Malika, Thế Tôn đã thấy nhập nhờ trí tuệ, đã thấy nhờ trí tuệ.
hãy đến này Melika, chúng ta hãy sửa soạn. Tẩy trần ở đây Achamehi. Achamehi tức là làm tắm rửa, tắm rửa cho nó sạch sẽ. Trước khi tắm rửa, rửa tay, rửa chân, súc miệng trước khi làm lễ. Rồi Đức Vua Pasenadi Nikusala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào bên vai, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng sau đây: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đảnh lễ Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đảnh lễ Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đảnh lễ Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Nội dung của bài kinh là như vậy, thưa quý vị. Từ cái bài kinh này, chúng ta học được một điều, đó là sầu bi khổ ưu não nó sanh ra từ nơi, từ ái mà sanh ra. Điều này chúng ta phải hiểu hai trường hợp. Khi mà nói đến Paticca Sampada, tức là y tương sinh, thì cha thích bách trị gia cha ra mắt ra mắt năng sô cấp đề của đức đô bản ác sư bà gia sa sầm phục quan tín già chết sầu bi khổ ưu não có mặt do duyên lực, do duyên sanh mà ra. Chà tí và chà già, tức là ở trường hợp này thì Đức Phật cần dạy vì có sanh ra ở đời, có cái thân này mới có già chết sầu bi khổ u ám, sầu khổ u đạo. Đó là một định luật về duy sinh. Còn ở đây, cái trường hợp này cũng là đúc, cũng gọi là sô cấp rê đê của đúc khá đô mà ná sư ba gia sa sầu bi khổ u não. Nhưng mà sầu bi khổ u não này, Đức Phật phải nói do ái. Ở đây trong hai cái ý nghĩa đó, chúng ta phải khéo suy tư, khéo nhận thức vấn đề. Không phải Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ngài nói có khi thì nói, ngài nói thế này, có khi ngài nói thế khác. Không phải, mà là vì một trường hợp là ngài nói theo cái lý, theo cái định luật cố hữu. Còn một trường hợp là ngài nói
theo cái bối cảnh hiện có. Hay nói cách khác, tức là vì Lý Dương Sinh đó, là Ngài nói cái lý pháp gián tiếp, cái duyên khởi, cái tập khởi gián tiếp, còn ở đây là cái tập khởi trực tiếp do ái sinh ra. Như ở trong Pháp Cú Kinh 212, Đức Phật Ngài cũng có nói, Ngài cũng có giải rằng Bê Ma Tô Cha Gia Tí Sô Cô Bê Ma Tô Cha Gia Tí Phải Văn. Do ái, do thương yêu sanh ra sầu muộn, do thương yêu sanh ra sợ hãi, sanh ra lo sợ. Thì ở đây thứ gì, chúng ta kiểm chứng lại trong đời sống của chúng ta, có rất nhiều trường hợp những người mẹ mà quá thương con, cho nên khi mà con nó đi ra ngoài chơi hoặc là nó đi học, tới giờ nó không về, nó chưa có về tới, là người mẹ đã lo lắm. Cái sự lo lắng đó, cái sự sợ hãi đó, nó xuất phát từ nơi cái sự thương yêu. Nếu mà người mẹ này, con của người hàng xóm, nó đi về khuya, về trễ, thì bà đâu có cái gì mà phải lo. Tại sao? Vì bà không có thương yêu. Nếu như người cha, người mẹ quá thương con, khi mà con nó chết đi, nó đi ra ngoài, trước hết là lo lắng tại sao hàng ngày giờ này là nó đã về mà bây giờ nó chưa về, lo lắng. Nhưng mà đến khi mà nghe tin là đứa con đó nó bị tai nạn, nó chết, thì người cha, người mẹ sẽ khóc, sẽ sầu muộn, sẽ tức tưởi, sẽ đau buồn. Cái sự khóc, sầu muộn, đau buồn đó đều là do cái sự thương yêu mà ra cả. Tại sao con của người hàng xóm nó bị té xong nó chết, mà những người cha, người mẹ trong nhà này lại không có buồn, là tại vì không có thương yêu. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu lời nói của Đức Phật khi mà Ngài nói câu đó với vị gia chủ mất con, là cái lời nói rất xác thực. Nhưng mà tại người gia chủ này không có trí tuệ, không có hiểu được, cho nên mới phản bác cái lời của Đức Thế Tôn đã dạy, đã nói. Rồi mọi người cũng nghĩ rằng Ananda Somanasat, tức là hỷ lạc, nó mới sanh khởi từ nơi ái. Họ hiểu theo cái kiểu mà vì thương vợ, thương con, thương chồng, thương con mới có cái hạnh phúc. Vì thương mới có hạnh phúc.
họ hiểu đúng theo cái cách nghĩ của phàm phu, tức là trong cái cuộc sống gia đình giữa vợ chồng, nếu không có cái tình thương làm sao hạnh phúc. Nếu cha mẹ không có tình thương với con cái và con cái không có tình thương với cha mẹ thì làm sao có sự hạnh phúc được. Họ hiểu cái cách hiểu cái phàm phu như vậy cũng không phải là sai, nhưng mà điều cái đó là họ chỉ hiểu một khía cạnh rất là cạn cợt. Ở đây Đức Phật Ngài không có phủ nhận chính cái tình thương đó làm cho chúng sanh sống được hạnh phúc. Ngài không có phủ nhận điều này, nhưng mà Ngài cho biết rằng cái kết cuộc của cái tình thương đó, cái sự yêu thương đó, kết cuộc là sự đau khổ, sầu bi khổ não. Hãy thương đứa con đó nhiều chừng nào thì người cha người mẹ càng khổ nhiều chừng ấy, khi đứa con đó nó bị bệnh hoạn hoặc nó chết đi. Khi người chồng quá thương yêu vợ hoặc là người vợ quá thương yêu chồng, cho nên mới đau khổ nhiều khi mà người chồng hoặc người vợ chết đi. Thì ở đây Đức Thế Tôn Ngài đánh lên cái sự thật đó để Ngài muốn cảnh tỉnh chúng sanh. Đừng bao giờ chúng ta nhìn cái cuộc đời này qua cái đăng kính màu hồng. Thực tế thì cuộc đời này nó ảm đạm, nó thê lương lắm. Nhưng mà người ta đeo vào cái lăng kính màu hồng thì người ta sẽ thấy cái khung cảnh nó rất là dễ chịu, rất thoải mái. Ra đường gặp lúc mà nắng chói chang, mình đeo cái cặp kính râm màu trà, màu khối, lúc bây giờ cảm thấy nó chịu, dễ chịu, thoải mái, thấy bầu trời nó mát mẻ lại. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó thì cuối cùng nó không có phải là như vậy. Bởi vì khi mà mình lột cái, mình đặt cái cặp mắt kính xuống thì lúc bây giờ mình sẽ thấy cuộc đời nó ảm đạm. Ở trong cái cuộc sống hiện tại của con người, ở trong một gia đình, nếu luôn luôn lúc nào cũng có cái sự ghét bỏ, cha mẹ không thương con cái không thương cha mẹ, vợ chồng không thương nhau, thì họ sẽ không khổ vì nhau. Khi mà một người thương của mình, một người của mình đã chết. Do vậy khi mà họ không thương, họ có cái khổ khác. Còn khi một gia đình cảm thấy hạnh phúc khi mà mọi người thương yêu nhau, nhưng mà họ không thấy xa hơn một chút nữa là cuộc đời nó quá ngắn ngủi, cái sự vô thường xảy ra. Đời có thịnh thì suy, hưng thì vong. Để cái gì mà mình càng chấp thủ, càng quyến luyến thì càng đau khổ nhiều. Đó là một chân lý.
Bởi vì đối với một người Phật tử tu tập, chúng ta cũng nhân cái trường hợp này, bài kinh hôm nay, để chúng ta học một điều là chúng ta luôn luôn phải hiểu và phải chuẩn bị cái tâm lý. Vì chung quanh chúng ta sẽ có rất nhiều người để chúng ta thương, chúng ta yêu. Mà đối với những người mình thương mình yêu đó, nếu họ bị nhiễm virus corona, bị cách ly rồi họ chết, hãy mình thương người đó nhiều chừng nào thì mình sẽ khổ nhiều chừng đó. Và chính bản thân chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta quá thương yêu cái xác thân này thì khi mà bệnh dịch nó đe dọa, chúng ta sầu buồn, chúng ta hốt hoảng. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu chắc một điều rằng từ thương yêu sinh ra lo sợ, từ thương yêu sinh ra sầu buồn. Chúng ta phải hiểu chắc cái điều đó. Như vậy thì chúng ta sẽ không có sự đau khổ, hay là chúng ta ít có sự đau khổ. Nếu như vậy không có nghĩa là chúng ta phải trở mặt làm người xa lạ đối với những người thân trong gia đình, hay là mình trở thành kẻ xem mọi người trong gia đình như là kẻ thù, cũng phải vậy. Nhưng mà nó chừng mực nào đó thôi. Chúng ta nên có cái tâm từ, có tâm bi, vậy là đủ rồi. Chúng ta nên có cái tâm hỷ đối với người thương. Tùy hỷ tức là chúng ta khi thấy họ vui, họ thành đạt, con cái nó thành đạt, thì mình có sự quan hệ vậy được rồi. Nhưng mà đừng có quá quyến luyến, đừng có quá yêu thương để chúng ta khỏi chuốc lấy cái sự sầu muộn, sự đau khổ. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Pháp Cú 212 một bài kệ: Chayati Bimato Chayati Soko Bimato Chayati Phayan Chayati Vipotasa Nathi Soko Kuto Phayan. Ai luyến sanh sầu ưu, ai luyến sanh sợ hãi, ai dứt được ai luyến, không sầu đâu sợ hãi. Và đã có rất nhiều trường hợp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng ý nghĩa này với những ai chịu nghe và chịu dùng trí tuệ để suy tư, thì tự họ sẽ nhổ lên mũi tên sầu muộn. Không phải là chúng ta tin Đức Phật, chúng ta nghe những lời Phật ngôn, những Phật ngôn mà Đức Thế Tôn thuyết, rồi chúng ta đem những Phật ngôn đó ra chúng ta tụng hàng ngày, như vậy là chúng ta sẽ hết sầu khổ đâu thú vị. Chúng ta phải hiểu được Đức Phật là dạy cái gì.
Ngài dạy rằng sầu bi khổ u não do ái sinh ra, do thương yêu sinh ra, nó hiện hữu do ái. Rồi chúng ta mới suy nghĩ, như vậy thì nếu như mà nếu như mình dứt được ái thì mình sẽ có sự sợ hãi, không có sự đau khổ. Đó là chúng ta hiểu, chúng ta tự mình nhổ cái mũi tên lên theo cái cách mà Đức Thế Tôn là đã chỉ dạy như thế. Cho nên Đức Phật này có dạy, cũng ở trong Pháp Luân Kinh Ngài dạy rằng Akhataro Tathagata Tâm Hi Hi Kichang Akhapang. Như Lai là người chỉ đường, phải do chính các ngươi nỗ lực. Chúng ta là những người bệnh, chúng ta là những người lạc nẻo, Ngài chỉ đường, chỉ cho chúng ta đi con đường nào để đến đích không có sự nguy hiểm, thì chúng ta hãy đi theo con đường đó. Chúng ta như những người bệnh, Đức Phật như là một thầy thuốc, Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta một cái phương thuốc, chúng ta phải tự mình uống thuốc thì chúng ta mới hết bệnh được. Cũng vậy, khi mà chúng ta bị một mũi tên sầu muộn, mũi tên sầu muộn đó khi mà chúng ta mất đi người thân, mất đi cái gì mà chúng ta thương mến, chúng ta quyến luyến, chúng ta đau khổ cô đơn, thì Đức Phật Ngài đã điềm chỉ cho chúng ta biết cái mũi tên sầu muộn đó nó khởi lên là do nơi ái, có cái sự thương yêu mới bị đau khổ như vậy. Bây giờ phải nén lòng và phải dứt trừ cái sự thương yêu đó, thì như vậy mới không có cái sự đau khổ. Ở đây thưa quý vị, cái những ý nghĩa tương tự thường thì khi xưa Đức Phật cũng như là tôn giả Sariputta hay là tôn giả Ananda hoặc là các đệ tử khác của Đức Phật, khi có người cận sự nam, cận sự nữ, những người gia chủ, cư sĩ mà họ sầu muộn đau khổ bởi vì có người thân chết vân vân, thì lúc đó các ngài đã đi đến và các ngài nhắc nhở cho họ hiểu được cái lý lẽ này mà họ mới bình tâm tĩnh trí lại. Cũng như bây giờ, nếu ở trong gia đình của những người Phật tử mà có người thân mất, khi họ thỉnh chư tăng về nhà
thay vì các vị tỳ kheo đi đến làm cái nghi thức tụng niệm cầu siêu và cố gắng làm cho người ta khóc càng nhiều càng tốt, thì thay vì đó chư tăng sẽ nhắc nhở, sẽ khuyến tấn họ để cho họ lấy lại bình tĩnh, họ nhổ đi cái bộ tên sầu muộn, như vậy có lợi ích hơn. Nhưng mà tốt nhất là chính bản thân chúng ta nên học từ cái bài kinh này, lời dạy này của Đức Phật, để chúng ta tự nhổ cái mũi tên đó lên. Chứ còn bây giờ ít lắm thưa quý vị, ít có trường hợp mà chúng ta được các vị chỉ cho chúng ta cái cách nhổ lên mũi tên chỉ theo cái nghi thức, cái tụng niệm bình thường vậy thôi. Cho nên gặp những vị mà nhắc nhở cho chúng ta thì chúng ta nên trân quý, chúng ta hãy xem như các vị vì lòng thương tưởng muốn cho mình nhổ lên mũi tên sầu muộn, cho nên đã nhắc nhở khuyến khích như vậy. Các Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao những vị sư này không có tụng dài nhiều thời kinh mà lại ở ngồi đó thuyết giảng về kinh điển, về lời dạy, giờ phút này mà còn tâm trí đâu mà nghe, nghe giảng pháp, vân vân. Chúng ta đừng suy nghĩ gì. Chính ngay những lúc mà quý vị sầu muộn vì mất cái người thân, người thương đó, ngay những lúc đó, đó là cần phải được nghe nhiều về những lời sách tấn giáo giới từ Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy như thế này, để chúng ta có được cái sự an lạc nội tâm, chúng ta mới bình tâm tịnh trí được. Cho nên trong cái bài kinh ngày hôm nay chỉ có một câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy, đã thuyết cho người gia chủ mất con. Người gia chủ đó không nghe, không đồng tình, nhưng mà Hoàng hậu Malika thì lại hiểu và lại đồng tình với ý nghĩa này. Rồi sau đó vua Vasenadi mới hiểu ra. Bây giờ tới phiên chúng ta cũng nên hiểu ra sự thật đó là như vậy, chứ chúng ta đừng có cái tư tưởng chống đối với Đức Phật. Chúng ta suy nghĩ khác đi thì chúng ta cứ tiếp tục bị ghim vào tim những cái mũi tên sầu muộn. Đến lúc đó chúng ta muốn quay lại với Đức Phật thì chúng ta cảm thấy ngượng nghịu, thưa quý vị. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua bài kinh ngày hôm nay. Bây giờ thì xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hiển điều hợp phần thảo luận. Kính chúc quý vị Phật tử chúng ta được sự an vui, tu tập tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Thưa Thủ Sư, xin thỉnh tỏ trả lời cho một câu thôi, rồi phần còn lại xin để nhờ chư tăng khác giúp và thỉnh Thủ Lợi đi nghỉ. Thưa Thủ Sư, câu hỏi chúng ta là, mình là con người là chúng hữu tình, thì mình phải có tình cảm, là con người phải có tình người.
nhưng mà có thể nào vẫn yêu thương mà ít khổ lì không? Tức là mình không thể không thương nhưng mà yêu thương thế nào để ít khổ lì? Xin kính thỉnh thưa tổ quan hệ trời. Kính thưa quý vị, yêu thương nó là một chất ngọt, khổ lụy nó là cái bệnh tiểu đường. Hễ mà chấp nhận ăn ngọt uống ngọt thì mình phải bị bệnh. Nhưng mà khi mình ăn kiêng hay là uống loại đường thuốc nó không ngon lắm thú vị, nhưng mà nó sẽ không có hành hạ chúng ta, nó không có hành hạ. Chính bản thân chúng tôi cũng đang bị dày dò về cái việc đó, nhưng mà phải chịu thôi, phải chịu thôi. Lớn tuổi rồi nó dễ sinh ra bệnh gì, ăn béo ăn ngọt thì nó ngon miệng đó, nhưng mà điều nó sẽ sinh bệnh. Không có sự thương yêu nào mà không có khổ lụy. Chúng ta là người sống có tình người thì được, hoặc là chúng ta có sự yêu thương nhưng ít khổ lụy thì cũng vẫn được. Nhưng mà có điều là chúng ta có chịu uống cái loại đường dành cho người tiểu đường hay không? Có một lần Thượng Tọa Giác Đẳng cho chúng tôi ăn một cái loại bánh phở dành cho người tiểu đường. Nó khó ăn lắm thưa quý vị, không có ngon lành gì hết. Nhưng mà vì để không bị đói thì phải ăn. Và ăn như vậy, vừa để không bị đói mà vừa không bị bệnh đường, bệnh tiểu đường, thì phải nói là chúng ta sống cho có tình người và vẫn có cái tình thương nhưng mà không khổ lụy thì cũng giống y chang như vậy. Thì bây giờ chúng ta có, tạm thời chúng tôi đưa ra ba cách. Thứ nhất, là chúng ta nên thường xuyên quán xét về cái khổ luân hồi. Có một vị tỳ kheo nọ, đem lòng thương yêu một người phụ nữ, vị đó sầu muộn, đau khổ và muốn quần tục. Khi vị đó đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật ngài kể cho nghe một cái câu chuyện tiền thân của vị ấy. Tiền thân của cái người thiếu nữ này ở trong quá khứ là một tiểu thơ mong cổ viên. Và tiền thân
của vị tỳ kheo lúc đó là một con heo. Và chính trong cái ngày lễ cưới của cô tiểu thơ, người ta đem con heo đó ra để người ta làm thịt, người ta đãi đãi khách. Và xưa kia chính do cái người nữ này mà ngươi đã bị mất mạng. Nghe như vậy, vị tỳ kheo này sợ cái sự sanh tử luân hồi, chứng ngay quả tu được quần, và từ đó là tinh tấn tu hành cho đến khi chứng A-la-hán thôi, chứ không có sự quyến luyến yêu thương. Cho nên cái cách mà thường xuyên quán xét cái khổ luân hồi cũng hay lắm thưa quý vị. Cái điều thứ hai là chúng ta thường xuyên suy niệm về cái lý vô thường của cuộc sống. Cái gì nó cũng có sự biến dịch, cũng có sự thay đổi. Thanh niên Rigota là em trai út của tôn giả Sariputta. Nữ Bà La Môn Sari là mẹ của Rigota, tức là mẹ của ngài Sa Lợi Phất. Bà muốn giữ lại đứa con trai út ở trong nhà để mà gìn giữ thừa tự cái gia tài, chứ nếu không thì nó sẽ bắt chước theo các anh các chị nó đi xuất gia đi tu hết, thì không có ai nối dõi tông đường mà mới kiếm đi dò hỏi tìm một cô gái 16 tuổi trẻ đẹp đem về, cứ đem về cho cậu ấm Rigota. Cái ngày thành hôn theo cái tục lệ thì sẽ có một vị trưởng bối ở trong dòng tộc phúc chúc cho đôi tân hôn, và cái vị trưởng bối đó phải là người già lớn tuổi mà còn có đủ đôi đủ bạn. Thì thưa quý vị, cuối cùng người ta chọn ra được một vị trưởng bối bà ngoại của Rigota. Bà năm nay đã được 80 tuổi. Lưng thì còn, tóc thì bạc, da nhăn, răng thì rụng, mốm sộm, mắt thì lờ mờ, tai thì bị lãng, điếc. Trên tay cầm chiếc bình tĩnh thủy để rứa nước trên đôi tay tân hôn, cô dâu và chú rể. Lúc đó Rigota mới có 16 tuổi thôi. Nhìn thấy bà ngoại của mình cái sắc pháp như vậy, nhìn qua cái vị hôn thê thì tươi trẻ ngọt ngào xinh xắn như đầu tiên nữ, nhưng mà ngài Rigota, cậu Rigota không có suy nghĩ như vậy, không có thấy là hấp dẫn như vậy, mà mới xuyên buổi đêm so sánh. Chắc hẳn rồi đây
cái dung sắc này một thời dịch thời gian sau nó sẽ bị biến hoại, giống như bà ngoại của ta vậy. Nghĩ đến đó, Rê Cô Tám chán ngán và đi xuất gia. Thì do đó cho nên trong cái ngày thành hôn, khi mà rước vô thì trên đường cậu ta giả vờ như là bị tháo đường ruột, phải bắt dừng xe lại nhiều lần, dừng xe ngựa nhiều lần. Cuối cùng cậu ta mới nói rằng thôi mọi người về nhà trước đi, tôi thủng thẳng đi sau, cứ đi mà cứ chốc ghé như thế này làm phiền mọi người quá. Thì mọi người cũng tin như vậy, họ rước cô dâu về trước. Thì anh ta lẻn vô trong rừng, anh ta trốn vô trong rừng đi tìm, gặp các vị tỳ kheo, anh ta xin xuất gia. Các vị tỳ kheo nói rằng một người xuất gia mà chưa có cha mẹ, chưa có cha mẹ cho phép thì chư tăng chúng tôi sẽ không dám cho xuất gia. Ngài Rê Cô Tá, công tử Rê Cô Tá năn nỉ nhiều lần rồi cuối cùng chư tăng thấy như vậy mới hỏi rằng con cái nhà ai. Thì lúc Rê Cô Tá mới nói rằng con là em trai út của tôn giả Sariputta. Sariputta tên là Sariputta. Chư tăng nghe nói đến Sariputta, em trai út của ngài Sariputta, thì chư tăng chấp nhận, bởi vì ngài Sariputta có dặn tôi còn một người em trai nữa, khi nào nó muốn cho xuất gia thì tôi quyền huynh thế phụ, tôi cho phép nó rồi, chư tăng cứ cho xuất gia. Bởi vì mẹ tôi là một nữ bà la môn tà kiến, sẽ không bao giờ em tôi xuất gia theo Phật giáo. Thì chư tăng tiến hành làm lễ xuất gia cho Rê Cô Tá. Rê Cô Tá xuất gia ẩn cư ở trong rừng keo gai nhọn gai gốc để tránh xa cuộc đời, và chẳng bao lâu ngày là chứng quả la hán. Thưa quý vị, hễ mà chúng ta sống thường xuyên mà chúng ta quán thấy vô thường, cái gì rồi nó cũng sẽ biến hoại, cái gì rồi nó cũng sẽ biến hoại. Thế thì nếu mà có thương thì cũng thương, thì cái tình thương chỉ thoáng qua ít ít chứ không đến nỗi khổ. Thưa quý vị, không đến nỗi khổ lụy đâu. Đó là bài thuốc thứ hai. Còn bài thuốc thứ ba đó thì thưa quý vị, là nếu mà chúng ta thấy được hạnh phúc thế gian là một con đường khác, mà con đường đưa đến Niết Bàn là một con đường khác, theo lời Đức Phật nói vậy. Khác thay duyên thế lợi, khác thay duyên Niết Bàn. Bậc trí sẽ chọn cái con đường Niết Bàn, từ bỏ con đường thế lợi. Nếu mà chúng ta đời sống hàng ngày, chúng ta cứ nhớ đến một điều Tê Sang Vu và Sô Mô Sục Khô, khi nào mà tịch tịnh được cái pháp hữu vi vô thường đó thì mới thật sự là hạnh phúc. Bởi vì Niết Bàn năng Paramang Sukhang, Niết Bàn là lạc tối thượng. Nhưng mà cho đến cái bài thứ ba này thì thưa quý vị, khỏi nói rồi, tức là không còn cái sự luyến ái nữa. Thì chúng tôi chỉ đưa ra ba cái phương án
nghĩ đến cái khổ luân hồi thì con người ta còn có thể yêu thương nghĩ nhau, có nhau trong cuộc đời. Nhưng mà nghĩ đến cái sự vô thường của kiếp sống, bây giờ đều là trẻ, sau này sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết, thì giảm thiểu cái sự yêu thương nhiều hơn nữa. Còn bây giờ hướng đến Niết Bàn thì sẽ dứt bỏ được cái sự yêu thương. Pemato vipumuttassa natthisoko natthisoko kuto phayam. Ai thì ai dứt được cái sự thương yêu thì không có sự sầu bộ, thì đâu có sự sợ hãi, thì đó là như vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Phật Thầy. Thưa tôi Quyền, thưa tôi có mặt ở trước máy không? Thưa tôi Quyền có nghe được không? Giờ tỉnh thưa tôi Tuệ Siêu đi nghỉ. Thưa tôi Pháp Tân ơi, thưa tôi Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Ồ, dạ có, tôi Tuệ Quyền rồi. Thưa tôi Tuệ Quyền phải chắc bài kinh ái sanh này dạy chúng ta nên sống không có sự yêu thương. Và nếu có yêu thương thì yêu thương thế nào? Xin kính trình thưa tôi Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sam Kha, dạ thưa chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. À, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng mà ngày nào mà chúng ta còn ở trong tam giới, còn ở trong vướng ở trong cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì ngày đó chúng ta còn khổ. Đối với các bậc mà đã tu hành viên mãn, không còn cái ái sanh, không còn phải ái khổ nữa, thì đối với các ngài thì chúng ta thấy là một điều đặc biệt rồi. Như lời sư phụ thì sư nãy giờ chúng ta nghe nói, chính có ái thì sanh sầu muộn, ái sanh khổ đau. Như vậy thì có phải Phật giáo dạy chúng ta không nên có sự thương yêu, không phải không? Có nhiều cái sự thương yêu, cái sự thương yêu mà dẫn tới phải chấp thủ, dẫn tới khổ sanh ở trong tương lai, mà thương phải xa, mà ghét phải gần, hay là chúng ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Sanh tử do ái làm nhân, do ái làm duyên, mà chúng ta trầm luân sanh tử đau khổ đó, thì cái ái đó nó nên được đoạn trừ. Nhưng quả thật ở trong cuộc đời này thì có những cái chúng ta cũng có lòng từ, lòng bi, nó cũng sanh cái ái, cũng phải là không có. Nhưng cái sanh, cái lòng ái đó mà nó không có đưa đến cái ái tham chấp, mà để chúng ta trầm luân sanh tử đau khổ từ đời này qua đời nọ, hay từ cái ái này mà chúng ta phải phải sanh tử đau khổ lăn trôi tất cả mọi thứ. Một điều làm sao mà chúng ta không có ái khi còn sanh tử, khi còn là phàm phu? Ở đây muốn nói rằng khi chúng ta phải chia lìa sự vật mà thương, ta yêu, ta vừa lòng, đây tức là phải trả một cái giá rất là lớn. Dù biết rằng bóng câu cửa sổ vẫn cảm thông lý khổ đại đồng, đã đành ngũ quẩn dai không? Đành thì đành vậy. Nhưng tâm tư của chúng ta vẫn phải đau khổ,
Phật phải thương tiếc. Chúng ta cũng phải dọn nhỏ những giọt nước mắt, cũng phải xích xoa, cũng phải thống thiết vô cùng. Nếu không rớt nước mắt thì khóc ở trong tâm hồn rất là đau đớn. Đó là cái sự thật. Bởi vì cho nên chính vì cái nguyên nhân này nè, mà Phật nói tại sao dạy cho Bhattacharya đừng khóc nữa. Những sanh ly tử biệt mà Bhattacharya đã nhỏ xuống hơn là bốn bể đại dương là như thế đó. Thì Đức Phật ngày dạy cho chúng ta phải biết có một cái gì. Cũng như trong bài kinh hôm nay dạy, cái ái sanh này mà cái ái được tận, ái được đoạn, ái được đoạn diệt đó thì sa thú lành thai. Đây là một điều mà hết sức là tốt đẹp. Nhưng sống, cái bài kinh hôm nay sống, chúng ta dạy chúng ta trong cái yêu thương mà đừng có chấp thú, trong cái yêu thương mà đừng có phải là từ chỗ đó mà dẫn tới chúng ta đến sanh tử khổ đau. Cái sự yêu thương đó nó bắt nguồn nếu như trên tinh thần kinh văn đối với các bậc thánh hiền thì các ngài không còn sanh tử, không còn khổ đau nữa thì chúng ta không nói. Nhưng ngay bây giờ nói như cái lời phàm phu, như chúng ta ngay trong hiện tại này, chúng ta để học tập, để chúng ta để tu tập thì chúng ta phải nhớ rằng đúng vậy đó, chính vì có thương yêu, chính vì có thương yêu này, chính vì có sự chấp thủ này cho nên chúng ta đau khổ đây. Thì chính vì chúng ta có cái sự hiểu, chúng ta có sự biết và chúng ta có cái tư duy suy nghĩ như vậy, nó sẽ đỡ đau khổ hơn khi sự thật chắc chắn đã tới. Mà chúng ta biết đối diện, dám đối diện với sự thật để chấp nhận sự thật đó, đây cũng là một điều hết sức tuyệt vời. Kính thưa quý vị, khi chúng ta bị bạo bệnh, nhất là ung thư hay tất cả mọi thứ, người ta nói rằng đừng báo cho chúng ta biết. Như vậy mà chúng ta biết được cái chết, được một điểm chết được báo trước ấy, thì đó là một sự nhẫn tâm, đó là một sự đau đớn vô cùng. Nhưng trên tinh thần Phật Pháp thì đó chính là một điều phước báo vô cùng, để báo cho người đó biết rằng không còn bao lâu nữa, ngọn đèn đã leo lét trước gió rồi. Hãy trân quý những gì mà ngay trong hiện tại này trú, để họ có thể chánh niệm, để họ có thể buông bỏ, có thể xả để ra đi. Thì cái này quý vị biết là rất là may mắn là chúng tôi gặp những tình huống đó của những người thân, là những người anh em, mà chính chúng tôi là người, chúng tôi gọi là cái hộ niệm, báo cho họ biết đừng sợ, đừng sợ. Đành rằng là phải sợ chết, nhưng chấp nhận cái sự thật đó quý vị khó lắm. Chấp nhận cái sự thật nó khó lắm, mà chúng ta phải biết đối diện chấp nhận sự thật. Thì kính thưa quý vị, đây chính là cái điều mà chúng ta biết. Rồi chúng ta phải xa liền, rồi chúng ta phải ra đi. Thì ở đó chính là cái gì? Cái ái sanh này không phải nói đến cái sự yêu thương chính mình, cũng như sợ chết, sợ mất đi người thân, và sợ chính mình mất đi đây nè. Dạ. Thì cái tình thương yêu đó Đức Phật ngày dạy, chúng ta phải biết cách thương yêu, và chúng ta phải yêu thương. Yêu thương cái gì? Yêu thương cho cái lẽ chính mình ở trong sanh tử khổ đau, hay là có yêu thương nhưng đừng có để mà đắm chìm quá đau khổ. Đây là cái lý mà chúng ta cần phải hiểu, tức là chúng ta biết rằng rồi chúng ta phải đau khổ vì chúng ta là phàm phu, chúng ta còn luân hồi. Hãy hiểu được cái luân hồi, hãy biết cái nó, mà từ đó, từ cái tấm thân này có thể chuyển đổi trong cái luân hồi đó, nó được tốt hơn, nó được đẹp hơn, nó được đầy đủ hơn, hơn là phải trong cái xác thân bệnh hoạn đau đớn này. Thì đó cũng chính là một cách mà trong cái yêu thương mà chúng ta biết có một sự tránh, có một sự né, hay có cái sự chuyển hóa. Cũng như chúng ta thấy, nếu như chúng ta biết được rằng trong cái thương yêu này chúng ta phải bị như thế này, phải bị như thế kia, thì thời chúng ta sẽ có một cái trách nhiệm đối với chính mình hơn trong công cuộc tử sinh. Dạ. Thì nói với cái sự thương yêu mình hay là chính tha nhân cũng như thế. Cho nên ở đây sự tu tập đòi hỏi tất cả chúng ta
phải có một cái tâm, phải có một cái tình, phải có một trí tuệ hết sức lớn, chúng ta mới vượt qua được, chúng ta mới che xua tan được một cái án mây yêu thương, dầu cho là người thân, tình cảm riêng tư hay người thân, tất cả mọi thứ đều phải có một cái chánh tư, một cách chuẩn xác, một cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta cứ thương yêu mà chúng ta không có nắm bắt, chúng ta không có hiểu biết được, thì kính thưa quý vị, đây là một điều hết sức là mệt mỏi, hết sức là đau khổ, mà chính chúng ta đã từ đau khổ từ tiền thân cho tới hôm nay, và đau khổ cho tới ngàn sau nữa, nếu như chúng ta không biết điếm bước trong giá trị yêu thương để từ bỏ, để bước đi trong dặm luân hồi còn lại của tất cả chúng ta, là do tự chúng ta biết cách yêu thương mình và biết cách yêu thương người. Đó là bài kinh hôm nay chúng ta, Đức Phật ngài dạy cho chúng ta phải biết cách yêu thương mình, phải biết cách yêu thương người nó như thế nào. Cho nên vì vậy, sự quay về, sự tu tập luôn luôn là đòi hỏi để tất cả chúng ta chọn cho mình một hướng đi, chọn cho mình một con đường, để rồi dặm luân hồi này tất cả chúng ta gặp gỡ nhau đây, rồi phải chia lìa, và chúng ta gặp gỡ, tiếp tục gặp gỡ trong những mối quan hệ, trong những cái người thân kẻ sơ, người mới, người cũ, tất cả đều là cái ái từ trong luân hồi mà kết tụ cho ngày hôm nay. Cho nên chúng ta biết, lần nữa xin nhắc là chúng ta biết đếm bước, chúng ta biết chọn lựa yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Chứ sự thật ra thì không phải bài kinh luôn luôn dạy tinh thần của chúng ta phải biết buông bỏ yêu thương, mà buông bỏ cái gì? Chính là những ái sanh tử đau khổ mà chúng ta đã bị quá nhiều trong đời quá khứ cho tới hôm nay và ngày sau. Và kính bạch thượng tọa, con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thà Giá. Sao tôi cái chừng là chủ tọa tự nguyện. Chủ tọa Pháp Tân, chủ tọa Pháp Tân có ở trước máy và nghe được không? Nếu chủ tọa Pháp Tân nghe được, xin trình chủ tọa Quan Hiền trả lời cho câu thơ lục số. Chủ tọa Pháp Tân, chúng thấy hình ảnh của các bậc thánh, đặc biệt là chư vị A-la-hán, các ngài không còn ái chấp nữa. Ở đây chúng thấy rằng còn ái chấp là còn khổ. Nhưng mà cái không ái chấp, nó có đồng nghĩa sự vô cảm không? Hay là cái dự mưu cảm của Phạm Phu là một cảm thấy hoàn toàn khác. Xin quyết định sự tỏ hợp tình. Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thầy Tội Giác Đẳng, Tuyệt quyền tâm hành để Phật tính chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Ở đây thì con nghĩ rằng đối với các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A La Hán, thì các ngài không có cái ái chấp hoàn toàn trong mọi cái việc ở trong đời sống. Thì ngài luôn luôn xử sự trong một cái tâm của một vị thánh. Bởi vì nếu mà mình nói là vô cảm thì nó khác, nó không phải là như một cái tâm của một cái bậc thánh.
Bởi vì đối với các ngài thì các ngài luôn luôn có cái tâm từ đối với tất cả chúng sinh. Chẳng hạn như là ngài Xá Lợi Phất thì ngài thấy cái sự khổ của những chúng sinh, rồi ngài cũng tiếp độ là ngài Ca Diếp xuất thân từ, ngài là một cái vị đại đầu đệ tử có cái hạnh đầu đà, thì ngài luôn luôn có cái đi trì bệnh khất thực đến với lại những cái người mà khốn khó để người ta có được một cái duyên lành ở trong giáo pháp này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cuộc đời đó thì người ta nói một điều đó là nếu mà một người phàm phu á, mà mình vô cảm với lại mọi cái sự sống của mọi người chung quanh á, thì rõ ràng là mình không quan tâm về tới cái sự khổ của người khác, không sống khổ với người khác á, cái khổ cái vui của người khác á, thì rõ ràng là sống nó vô cảm. Nhưng mà rồi đó thì đối với một con người thì con nghĩ rằng với một người phàm phu thì mình luôn luôn có những người họ có những rung động trong cuộc đời, tức là mình thấy cái cảnh người ta khổ thì mình khởi, dù là ở trên cái tâm thiện, tâm từ hay là tâm bi hay là một cái tình người thương người như thế nào đó, để rồi có một cái sự chia sẻ hoặc là một chút nào đó cảm động để suy nghĩ đến những cái mảnh đời của những người đó nào đó kém may mắn, thì con nghĩ rằng cái đó là mình sống trong một cái gọi là cái tình thương của mình, cái tình thương, dù cái tình thương nó được cột trói hay là nó không cột trói, nếu mà mình khởi cái tâm từ tâm bi để rồi mình mong rằng san sẻ với lại cái tình, do cái tình thương của mình để mà mình san sẻ chia sẻ với người khác đó, thì cái đó nó phát xuất từ ở cái tâm từ của mình hay là phát xuất từ ở cái tâm mi của mình không nỡ thấy người ta khổ. Còn đối với bậc thánh đó, thì ở đây đó con nghĩ rằng đời sống mà các ngài do rằng đoạn tận ái chấp, đoạn tận ái chấp, và các ngài không có dính mắc. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các ngài không có cái tâm từ tâm bi đối với tất cả chúng sinh. Bởi vì bằng chứng là như ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy những cái loài ngạ quỷ họ đói thì ngài cũng có thể là giúp cho họ những cái vật thực, hay hoặc là ngài Ca Diếp đi trì bệnh khất thực thì thấy những cái người nào mà khốn khó thì ngài lại đi đến đó để tiếp độ họ. Có nhiều cái mảnh, nhiều cái hình ảnh của các cái bậc thánh, cái hạnh của các bậc thánh như vậy, thì ở đó đó các ngài luôn luôn có cái tâm từ tâm bi đối với tất cả chúng sinh. Cho nên ở đây đó con nghĩ rằng với một cái đời sống mà không có ái chấp đó, thì ở đây đó là không có dính mắc, không có dính mắc, không có dính mắc, không có dính mắc bất cứ một cái gì ở trong cuộc đời này. Thì do cái ái chấp đó, bởi vì do các ngài thấy rõ rằng chính cái ái chấp này đó nó làm cho cái khổ đau luân hồi này, và đối với các ngài thì đoạn tận ái chấp, cho nên các ngài không có một cái sự ái chấp bất cứ một thứ gì. Nhưng mà rồi đó thì các ngài vẫn có cái lòng từ lòng bi đối với tất cả chúng sinh, và ngày sống ở trên cuộc đời này và ngày giáo hóa trong cuộc đời này thì có nghĩ rằng luôn luôn mang lại cái sự lợi lạc an lạc cho tất cả mọi người. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật á, ngài trong giáo pháp của ngài đó là ngài dạy rằng Như Lai xuất hiện ở đời đó là chỉ dạy hai điều, một là nó nêu lên sự khổ, nêu lên sự khổ. Nhiều sự khổ ở đây tính là sự ái chấp mà dẫn đến cái sự khổ đau. Và cái thứ hai nữa nó là nói lên cái sự chấm dứt khổ, tức là đoạn tận ái. Và khi đoạn tận ái như vậy thì cái người đối với các cái bậc thánh vô lậu đó thì các ngài đã hoàn toàn đoạn tận ái để chấm dứt cái sự khổ đau. Cho nên là sự có mặt của các ngài khi mà các ngài còn hiện hữu ở trên cuộc đời này, trên thế giới này, thế gian này, thì các ngài cũng luôn luôn
với một cái tâm của một bậc thánh vô lậu, là các ngài có cái tâm từ, tâm bi đối với tất cả chúng sinh. Và điều đó nó mang lại cái sự lợi lạc, bởi vì chính các ngài đã truyền lại cái nguồn giáo pháp này. Và chính những ai mà hấp thu cái giáo pháp này, giống như là mình học cái bài học hôm nay, để mà mình hiểu được là cái điều mà Đức Phật ngài muốn nói đến đó, là khi mà ái còn thì sinh ra khổ đau, mà ái chấm dứt thì không có lo sợ, không khổ đau. Gọi là cái ái mà đã tận diệt thì không còn cái sự khổ đau ở trong cuộc đời này. Còn nếu mà ái mà còn thì còn bao nhiêu cái sự lo sợ, ái mà còn thì còn bao nhiêu cái sự khổ đau. Đó là điều mà con nghĩ rằng đối với các cái bậc thánh thì rõ ràng là các ngài không có cái ái chấp, ái luyến dính mắc bất cứ một cái thứ gì trên cuộc đời này. Và do vậy thì các ngài cũng luôn luôn sống và khởi cái tâm từ. Còn đối với một người phàm phu á, thì cái con người mà một người mà vô cảm thì có nghĩa là mình không trắc ẩn trước với lại một cái sự thành bại của người khác, hay là khổ đau hay hạnh phúc của người khác, thì cái người đó họ hoàn toàn là vô cảm. Con nghĩ là như vậy. Con xin có vài cái ý để chia sẻ câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ cái trường từ tổ học tình đại đức Phật tính, đại đức Phật tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật tính đang có mặt trước mắt, đại đức Phật tính chúng ta đã nói về hình ảnh của bậc A La Hán, bây giờ chúng ta nói về cuộc sống của con người, rất là con người ở trong cõi trần gian tạm bỡ này. Chúng ta sống không thể không có yêu thương, nhưng mà yêu thương thì lại làm cho chúng ta khổ. Thì giữa cái thương và không thương có cái trạng thái nào mà gọi là trung đạo không? Tức là thái gì thì chấp nhận được, tức là cũng có khổ nhưng khổ không nhiều, mà cũng tương đối về mặt đời nhưng mà đạo thì chấp nhận được, thì Đại Thống Tính có thể cho một vài cái hình ảnh, một vài cái ví dụ, hay là chuyện đó có thể xảy ra được hay không? Kính thỉnh Đại Thống Tính. Nam mô Bụt A Di Đà. Con xin đặt kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì giữa hai bên thương và không thương sẽ có một cái trạng thái trung đạo, mà trong cái cuộc tu hoặc là ở ngoài đời người ta có thể chấp nhận được. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là đối với Bồ Tát của chúng ta, khi mà còn là một chúng sanh phàm phu, lúc đó mà Bồ Tát đã đi cùng với mẹ của mình và đã bị chìm ở ngoài biển khơi. Rồi lúc đó thì Bồ Tát mới cõng mẹ để ráng bơ, ráng lội vào ở trong bờ để mà cứu mẹ mình. Thì lúc đó có một vị chư thiên mới xuống, mới nói với Bồ Tát là hãy đem cái tình thương đến tất cả mọi người thì nó được cái công đức nó nhiều hơn nữa. Thì chúng tôi muốn lấy cái câu chuyện này ra
thì quý vị thấy rằng khi mà cái vị chư thiên đó nói với Bồ Tát thì Bồ Tát đã suy nghĩ và biết rằng cái tình thương đối với mẹ mình là tốt, và mình đem cái tình thương đó để mà mình trải rộng lên tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, thì sẽ là một cái tình thương mà nó lớn lao hơn nữa. Đó, thì nếu mà đối với mình là dù cho mình ở tại gia hay là cái người xuất gia hay gì cũng vậy, nếu mà mình học theo cái tình thương này đó, rồi thì mình sẽ thứ nhất đó, là mình sẽ đem lại cái sự ấm áp cho sanh. Thứ hai là mình sẽ bổ túc được cái pháp độ ba la mật của mình nó nhiều. Thành ra do vậy mà mình thấy rằng cái trạng thái mà mình có một cái tình thương mà không có vướng vấp hoặc là không có làm ảnh hưởng đến chúng sanh nào, đó là cái tình thương trung đạo. Mình không có thiên lệch về một cái hội chúng bên này, hoặc là mình không có thiên lệch về cái hội chúng bên kia, hoặc là cái tình thương trung đạo này là nó không có dính mắc bởi cái sự tham ái, hoặc là nó không có dính mắc bởi một cái cuộc sống đời thường, thì đó mới là cái tình thương được chấp nhận. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc ở trong điển, chúng ta thấy có rất là nhiều cái vị tỳ khu vẫn còn phàm, nhưng mà đã có đem cái tình thương đến với những cái người cư sĩ. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một cái vị tỳ khu mà tên Ayyamitta, cái vị đó do cái bà đàn tính bà coi cái vị này giống như là một người con trai của mình, và bà nói với người con gái của bà đó, đây là cái người anh trai của con. Qua cái câu chuyện mà bà kêu con gái của bà là hãy lấy gạo lúa ly rồi bơ rồi sữa rồi đường để mà nấu cái món cơm đầy hồ cho anh của con, khi mà anh của con đi đến đây khất thực thì con sẽ phải cúng cái vật thực này, cái đồ ăn này. Thì khi đó cái người con gái mới hỏi lại, vậy thì mẹ ăn cái gì, khi mà cúng hết cho người anh rồi đó thì mẹ ăn cái gì? Thì bà ta mới nói rằng là bà ta đã ăn một chút cháo ngày hôm qua còn lại, bây giờ cũng đủ no rồi, nếu mà trưa bà có về đó thì coi như là bà sẽ lấy những cái gạo mà nó còn sót lại, giống như là gạo tắm đó, để bà nấu và trộn với rau bà ăn, như vậy cũng đủ rồi. Thì lúc đó cái vị tỳ khu này đã đứng ở trước nhà và đã nghe cái câu nói của hai mẹ con. Khi mà nghe câu nói đó rồi thì vị này đã ôm bình bát trở về cốc liêu của mình, và vị này đã nói rằng này Ayyamitta, ngươi có nghe bà gia chủ bà nói không? Gạo và bơ và sữa và đường để ở đó, con hãy lấy trộn chung vào, con nấu dâng cho anh con ăn. Còn mẹ đã dùng cái cháo mà ngày hôm qua, cháo chua ngày hôm qua còn lại, như vậy cũng đủ no rồi, con hãy đem hết những cái đồ này để mà cúng cho anh mình. Này Ayyamitta, ngươi có nghe rõ bà tín nữ bà nói như vậy hay không? Đó, thì vị này đã lặp đi lặp lại cái câu nói đó và đã ngồi xuống kiết già lưng thẳng và đã đặt ra một cái nguyện là khi nào mà chưa có chứng đắc được đạo quả A-la-hán, không đoạn tận được tất cả là hoặc, thì không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Và cuối cùng trong một tích tắc, một thời gian ngắn, cái vị này đã đắc được đạo quả A-la-hán, đến nỗi mà chư thiên báo cho vị này vẫn còn thời gian để mà đi khất thực. Đó, thì cái vị này đi đến và gặp gia chủ, thì gia đình gia chủ người ta rất là mừng khi mà thấy cái mặt của vị này rất là trong sáng. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy rằng là đối với đời sống tu tập, chúng ta cũng có tình thương, chúng ta cũng có tình thương
đối với cái người cư sĩ hộ độ mình. Nhưng mà chúng ta đem cái tình thương đó, chúng ta làm sao mà trở thành cái sự cao quý, có nghĩa là làm sao mà có cái sự tốt đẹp cho đôi bên. Thì đó là cái tình thương mà trung đạo, mà chúng ta không có bị vướng vào bên đây, vướng vào bên kia, hoặc là chúng ta không có bị hệ lụy giữa cái cuộc đời này. Thì đó là cái tình thương trung đạo có thể chấp nhận được ở, phải nói rằng chấp nhận được trong cái kiếp nhân sinh này. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thủ cái chuyện kia. Thưa quý vị, thực ra những gì mà chị Tăng vừa bàn là những điều đặc biệt rất là tế nhị, và khi đem áp dụng trong đời sống hàng ngày, sống như thế nào mà mình vẫn giữ được tình người, vẫn thể hiện được lòng từ bi, nhưng mà không có quá độ, không có quá sầu khổ, quá bi lụy. Nó là một chuyện không đơn giản. Con người chúng ta, về mặt cảm xúc cũng như lý trí, thường rơi vào cực đoan lắm. Và nó phải cần rất là nhiều kinh nghiệm để gieo áp dụng trong đời sống hàng ngày. Tất cả là kinh nghiệm, ngay cả những thị, đôi lúc cũng cần phải trải qua những cái thử thách để có thể hiểu chính bản thân mình và từ từ phải điều chỉnh để sống một cách hợp tình hợp lý. Đó là cả một kinh nghiệm sống. Nhưng chúng ta nhớ một điều như vậy là nếu chúng ta sống với tâm từ tâm bi thì chúng ta thường bận tâm với những người xung quanh, nhưng bận tâm nào mà để mình không có bi lụy. Có liên đới nhưng mà có liên lụy là một điều không đơn giản, nhưng mà cũng làm được chứ phải không làm được. Chỉ đòi hỏi chúng ta rất là nhiều cái kinh nghiệm, rất nhiều sự hiểu biết. Mong rằng ở trong thời đại dịch này, chúng ta sống có đủ tình thương, có đủ tình người, có đủ lòng từ bi đối với mọi người xung quanh. Và những điều đó làm cho chúng ta mạnh thêm, chứ không làm chúng ta yếu thêm. Làm cho chúng ta sống được để lo, để chăm sóc cho những người xung quanh, nhưng mà lại không có là điều để làm cho chúng ta bị ngã quỵ vì những cảm xúc quá độ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào Room để thực giảng đến lễ những ngày. Thân chào tâm được kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành lại trong chiều mai. Nam mô Bụt Thầy. Nathalie được xem là một trong những nghệ sĩ thành công về công việc kinh doanh và sở hữu bất động sản quốc tế. Anh từng xác nhận về việc tìm chỗ nhà riêng. Tối ngày 15 tháng 3, ông Hoàng Hàn Hiệu đã ra đời. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ lành thầy, tôi còn kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã kết cho chương trình học ngày hôm nay. Con là những thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Oath để em trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.